Hello mọi người nha, mình like cho mọi người xem cái môi vừa mới phun xong này. Đây là môi phun nano collagen nha mọi người. Thì cái môi nano này nó sẽ khác với cái môi thường là mình sẽ sử dụng cái mũi kim nano siêu mạnh kết hợp với dòng mực nano cao cấp để cho ra một cái môi cái môi của bạn khách thì nó cũng hơi khá nhiều da chết một chút, cho nên cái lòng môi nó vẫn còn một chút da chết nó đang bám vào. Mình có thiết kế lại cái khuôn môi cho khách nhé. Cái tim môi tự nhiên nó có hơi lệch một chút, bên to bên nhỏ, nhưng mình có thiết kế lại cái tim môi một chút nha. Em hơi hé môi một chút nha. Hello Trang Phạm, hello Thủy Đông, hello Vinny Vân, xin chào 15 người đang xem nha. Đây là màu đỏ cam nha mọi người. Rồi mình sắp ảnh trước và sau khi làm cho mọi người xem kỹ hơn nha. Như tối. Chào mọi người nha.